chào quý vị đang theo dõi chương trình Địa phương trên đường phát triển. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh thực hiện. Thời lượng của chương trình hôm nay dành cho huyện Châu Đức. Thưa quý vị, với mỗi địa phương, mỗi đảng bộ, qua một nhiệm kỳ đều ghi dấu những thành quả trong xây dựng phát triển của đảng bộ và của cả địa phương. Nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ huyện Châu Đức đã có những bước chuyển vượt bậc so với chính vùng đất Ba Gian giàu tiềm năng về nông nghiệp này. Mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại chặng đường 2015-2020 đầy nỗ lực và bứt phá của đảng bộ huyện Châu Đức để có được một huyện Châu Đức phát triển như hôm nay. Thực hiện nghị quyết đảng bộ huyện Châu Đức lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020 về phát triển kinh tế xã hội, hàng loạt giải pháp đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, khuyến nông trên địa bàn được triển khai. Các chính sách hỗ trợ giống cây trồng mới cho nông dân cũng được các cấp chính quyền, cơ quan chức năng huyện tích cực triển khai. Vùng sản xuất nông nghiệp tập trung được quy hoạch. Chỉ riêng hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Châu Đức đã tập trung nguồn lực nâng cấp, cải tạo 160 km đường giao thông nội đồng, nâng tổng chiều dài đường nội đồng lên hơn 250 km, kết nối liên hoàn với hệ thống giao thông trong huyện để phục vụ hiệu quả 8.000 hecta sản xuất nông nghiệp. 24,8 km kênh mương nội đồng cũng được kiên cố hóa, tăng thêm 1.150 hecta diện tích cây trồng được tưới chủ động, nâng tổng diện tích nông nghiệp được tưới chủ động lên 6.500 hecta. Các khu chăn nuôi tập trung từng bước hình thành tại xã Suối Rau, Đá Bạc, Bình Giã trên tổng diện tích 400 hectare. Kinh tế trang trại phát triển cả về quy mô và số lượng. Đến nay toàn huyện Châu Đức có 89 trang trại, gồm 72 trang trại chăn nuôi, 17 trang trại trồng trọt. 5 năm qua, kinh tế huyện Châu Đức duy trì tốc độ tăng trưởng cao và tương đối toàn diện. Tổng thu ngân sách trên địa bàn hơn 6.143 tỷ đồng, đạt hơn 152% so với chỉ tiêu nghị quyết đảng bộ huyện khóa 5 đặt ra, và tăng bình quân 11,17% một năm so với nghị quyết. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Xây dựng thành công nông thôn mới là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thời gian qua, huyện Châu Đức đã tập trung nhiều nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách và cả huy động trong nhân dân cho xây dựng nông thôn mới của Châu Đức đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Năm 2020, năm cuối cùng giải đích nhiệm kỳ, huyện Châu Đức phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Bình Giã và Bình Trung, cùng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là xã Bình Ba và xã Xà Bang. Như vậy, toàn huyện sẽ có 10 xã nông thôn mới trên 14 xã nông thôn, 3 xã nông thôn mới nâng cao trên 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ ngày có cái chương trình xây dựng cái nông thôn mới, thì hiện nay bộ mặt rất là khang trang. Đường xá đi lại từ đường dân sinh, rồi cái đường, các cái đường mà sản xuất nông nghiệp cũng được đảng và nhà nước xây dựng mới, nên là hiện nay bộ mặt kinh tế của địa phương càng ngày nó càng đi lên. Trước đây là chủ yếu là nông nghiệp, bây giờ là trong các cái chương trình đào tạo của các cái nhiệm kỳ vừa rồi thì phải nói rằng là bây giờ cái lao động có tay nghề, rồi là đưa cái mức sống của người dân càng ngày càng cao. Có được cái sự phát triển như ngày hôm nay, người dân chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cũng như cái sự lãnh đạo có tâm có tầm của các tầng lớp cán bộ của huyện cũng như của thị trấn Nghệ Giao trong các nhiệm kỳ qua, mà nhất là nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, trong đó tập trung nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến năm 2019 chỉ còn 1,81% và dự kiến đến cuối năm 2020 giảm còn dưới 1%, trong khi nghị quyết đặt ra là giảm dưới 3%. Huyện triển khai hiệu quả các nghị quyết, quyết định chuyên đề về giáo dục và đào tạo, các chính sách hỗ trợ giáo dục.
Toàn huyện hiện có 59 trường công lập, 6 trường tư thục, 20 cơ sở mầm non tư thục và 49 trên 59 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 83%, vượt 3% so với nghị quyết. 16 trên 16 xã thị trấn hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, hoàn thành phổ cập tiểu học mức độ 3, phổ cập trung học cơ sở mức độ 2. 100% xã thị trấn của huyện đều đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, tức là người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 86%. Công tác xây dựng đảng của đảng bộ được chú trọng cả ba mặt, chính trị, tư tưởng và tổ chức. 5 năm qua, toàn đảng bộ có 750 đảng viên mới, 100% thôn ấp khu phố có tổ chức đảng. Hàng năm, các tổ chức đảng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%. Nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ chính quyền huyện Châu Đức đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, vận dụng sáng tạo các đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đề ra các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và kết quả đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 5 đề ra. Để thực hiện mục tiêu trên, huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức thực hiện giám sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thì kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, thì qua đó để nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ huyện, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp để thực hiện có hiệu quả 12 nội dung về nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, lãnh đạo chỉ đạo để triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các mặt công tác. Qua đó thì tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của huyện luôn đảm bảo. Nhiệm kỳ 2015-2020 đang gần đích đến. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức không chỉ tự hào với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, với đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện đáng kể, mà còn vững tin, gắn kết hơn, sẵn sàng đón nhận thời cơ lẫn thách thức ở chặng đường mới. Thưa quý vị, Châu Đức là địa bàn thuần nông với 14 trên 16 xã nông thôn. Do đó để xây dựng phát triển địa phương thì việc phát triển các vùng nông thôn chính là nền tảng. Vì vậy mà chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với Châu Đức không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm mà còn là động lực, là điều kiện cho Châu Đức thêm tăng tốc phát triển. Đáng ghi nhận là sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng chung sức của nhân dân, nông thôn Châu Đức ngày càng thay đổi rõ nét. Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, chất lượng cuộc sống người dân nâng lên đáng kể. Năm 2016 thì sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Suối Nghệ tiếp tục nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt, và sau gần 4 năm thì vào giữa tháng 2 năm 2020, Suối Nghệ là xã nông thôn mới đầu tiên ở huyện Châu Đức được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xin giới thiệu ông Trần Hoàng Văn, Bí thư Đảng ủy xã Suối Nghệ sẽ có những chia sẻ về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Suối Nghệ. Xin ông có thể chia sẻ về cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương của mình nó như thế nào không thưa ông? 2015 thì đơn vị xã Suối Nghệ được Ủy ban tỉnh cũng như là huyện chọn là đơn vị để xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thế thì trong quá trình thực hiện đó thì cũng chúng tôi cũng có đã xây dựng rất là nhiều vấn đề. Vấn đề đầu tiên là đảng bộ chúng tôi đã xây dựng cái nghị quyết chuyên đề tiếp tục để lãnh đạo chỉ đạo, sau đó thì ủy ban cũng ban hành các cái quyết định thành lập ban quản lý cũng như là phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cái thành viên của ban quản lý để tiếp tục thực hiện cái vấn đề xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thì trong quá trình làm thì hiện nay thì về xây dựng hạ tầng cơ sở thì so với những năm trước đây, trước khi chúng ta xây dựng nông thôn mới thì hôm nay rất là khang trang và đầy đủ, nó đáp ứng được cái nhu cầu đi lại cũng như cuộc sống của người dân, từ đó nâng cao được cái mức sống của người dân. Đến thời điểm này thì tính thêm đầu người, trung bình bình quân thì chúng ta đã có đạt khoảng 57.600.000 trên đầu người. Còn về tỷ lệ hộ nghèo hiện nay chỉ còn lại 0.37% so với cái tỷ lệ người lao động trong cái độ tuổi hiện nay. Đó thì so với những cái năm trước đây thì nó rất là thấp. Rồi một vấn đề hiện nay thì một cái xã mà được tỉnh chọn làm điểm về xây dựng nông thôn mới nâng cao thì bây giờ chúng tôi đã có một cái lộ trình cụ thể mà đại hội vừa qua chúng tôi có nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đề ra là tiếp tục giữ vững và phát huy thêm nhiều hơn nữa để mà trở thành một cái xã là đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Vâng, xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc chia sẻ này.
Thưa quý vị, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và cũng chính nhân dân hưởng lợi, thì trong quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì xã Suối Nghệ đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân và thành quả xây dựng nông thôn mới mà Suối Nghệ đạt được vừa qua thêm minh chứng. Suối Nghệ đã khơi dậy hiệu quả sức dân, phát huy những cách làm chủ động, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị, những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là động lực quan trọng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức thực hiện thắng lợi mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của người dân, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng huyện Châu Đức hoàn thành huyện nông thôn mới. Chương trình địa phương trên đường phát triển với sự phối hợp thực hiện giữa Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đến đây xin được tạm dừng. Chúng ta tiếp tục thông tin chuyên đề về các địa phương vào lúc 17:50 ngày mai quý vị nhé. Điểm đến của chương trình ngày mai là huyện Long Điền. Tạm biệt quý vị.